Hôm nay dành riêng một ngày chỉ để xuống Vin quận 9 coi nhà mới với lại trường mới cho em bé Jin. Lúc đầu thì mẹ định đăng ký cho học Vin cơ nhưng cuối cùng là hết chỗ nên là đành phải tìm các trường khác ở xung quanh. Và vì trước đó nhà mình cũng bỏ Vin ở Bình Thạnh và quận nhất rồi nên là khá thích cái khu này. Nó giống như là một cái thành phố thu nhỏ vậy á, khá là tiện. Bên trong quần thể Vin thì có đầy đủ siêu thị, trường học, phòng khám, bệnh viện nên là sống trong khu này thì hầu như là cũng chẳng cần phải ra đến ngoài luôn. Đó là điều mình cảm thấy rất là tiện. Tôi đang muốn tìm một cái căn nhà nào mà có hai phòng ngủ cho hai mẹ con và thêm một cái phòng làm việc nữa thì càng tốt, hoặc là không cần là một phòng làm việc nhưng mà có một cái khoảng không gian đủ lớn để mẹ có thể kê bàn làm việc và giá sách để làm việc mỗi ngày cũng như là tập thể dục thể thao. Nói chung là không gian thì mình ưu tiên càng thoáng càng tốt. Rồi hôm nay đi ba căn ở ba tòa khác nhau nên là để ô tô một chỗ và nhờ bé siêu chở đi bằng xe máy nè. Đang đi thì mưa. Xem xong ba căn thì cũng là đến giờ trưa, thế là mình vào Family Mart mua đồ ăn, ăn tạm rồi chiều xem trường cho em bé sau. Family Mart này có một cái món lẩu mini nó rất là ngon luôn ấy. Không biết khẩu vị mọi người sao chứ mỗi lần mình đi đâu mà thấy cái tiệm này là kiểu gì cũng phải tạt vào để mua một cái suất lẩu để ăn. Trong siêu thị đó thì cũng có chỗ để ăn nhưng mà hôm nay đông khách quá nên là không còn chỗ nên mình mang ra xe ăn. Cái ô tô này thực chất là mình mua mà sau khi để em bé Jin á, cái mục đích là để em bé con nhỏ quá nên là sẽ là có một cái phương tiện để chở em đi khi mà đi đâu xa thì nó sẽ tiện hơn cho em. Cái xe này thì mình mua mục đích chủ yếu là phục vụ giống như một cái căn nhà thứ hai cho hai mẹ con vậy đó. Ăn uống được, ngủ nghỉ được ở trên xe. Nếu mà ăn ở cái ghế lái như thế này thì đẩy ra xa, vậy là có cái không gian đủ rộng để ăn rồi. Còn đoạn này là quay hôm chủ nhật em Jin được nghỉ nè, cho em đi xem trường khác cùng với mẹ luôn, tiện để xem em có thích nghi về môi trường mới không. Trộm vía thì ông ngoài đến thấy cái nhà bóng cái là thả bộ tay mẹ ra lao đến ngay, vậy là cũng yên tâm cho những ngày sắp tới phải chuyển trường rồi. Trường tổ chức cho các bạn học thử một buổi tiếng Anh, trộm vía là ông ấy cũng khá là hợp tác. Lúc về còn được các cô tặng cho một bịch rau nữa nè. Cái bịch rau này là các con tự canh tại khuôn viên của trường luôn. Sau đó thì cho ông ấy vào GS25 mua mấy cái món ăn vặt để ăn trước khi về. Tiện mẹ cũng có phần luôn. Cái kem này bữa giờ thấy dần dần trên mạng luôn nên là hôm nay ghé siêu thị thấy nó là phải mua ra ăn thử liền. Kem Magnum. Cảm nhận đầu tiên là cái lớp vỏ ngoài nó khá là giòn, cắn vào một cái là nghe cái rộp luôn. Còn bên trong là lớp kem vị vani hơi ngọt một chút. Nói chung là 35 cành cho một cây như thế này thì mình thấy là cũng khá là ổn. Những lúc như thế này có hai mẹ con mà cần chỗ ăn uống nghỉ ngơi nhanh thì cái xe thực sự phát huy tác dụng rất là lớn. Rồi hai mẹ con chui ra ghế sau, có cái bàn mini để đồ ăn uống như thế này khá là tiện. Ăn xong thì gấp gọn lại và kéo lên là lại thành một cái chỗ trống, một cái ghế trống để ngồi. Chắc là mẹ sẽ phải có thêm một cái ngày nữa xuống đây để xem thêm nhà và trường khác trước khi là quyết định sẽ chuyển về chính thức. Cái clip sau thì mình sẽ làm khi mình chọn được nhà và bài trí nhà. Mọi người cùng chờ xem nha. Bye.